Bấy giờ thiện tài đồng tử đến chỗ tỳ kheo thiện kiến, đảnh lễ cúi mình chắp tay bạch rằng, Đức Thánh, con trước đã phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề cầu Bồ Tát hạnh. Con nghe Đức Thánh khéo khai thị các Bồ Tát đạo, xin hãy vì con mà nói, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh? làm thế nào tu Bồ Tát đạo? Tỳ kheo thiện kiến đáp rằng: Thiện nam tử, ta tuổi còn trẻ lại xuất gia chưa bao lâu, trong đời này ta tịnh tu phạm hạnh ở chỗ các đức Phật nhiều như số cát 38 sông Hằng, hoặc ở chỗ đức Phật tịnh tu phạm hạnh một ngày một đêm, hoặc ở chỗ đức Phật tu 7 ngày 7 đêm hoặc ở chỗ đức phật tu nửa tháng một tháng hoặc ở chỗ đức phật tu một năm trăm năm vạn năm ước năm na do tha năm cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết năm hoặc một tiểu kiếp hoặc nửa đại kiếp hoặc một đại kiếp hoặc trăm đại kiếp cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết đại kiếp lắng nghe diệu pháp tiếp thọ tu hành chư phật dạy trang nghiêm các nguyện nhập vào nơi sở chứng tịnh tu các hạnh viên mãn biển sáu thứ ba la mật cũng thấy các đức phật đó thành đạo thuyết pháp đều khác nhau không có tạp loạn trụ trì di giáo cho đến diệt tận cũng biết chư phật đó vốn phát đại nguyện dùng nguyện lực tam muội nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư phật nhờ nhập vào tất cả hạnh sức tam muộn, tịnh tu tất cả, các bồ tát hạnh, dùng thừa phổ hiền sức xuất ly, thanh tịnh tất cả ba la mật của chư Phật. Lại nữa thiện tài đồng tử, khi ta trải qua thì ở trong một niệm tất cả mười phương thảy đều hiện tiền vì trí họa thanh tịnh, trong một niệm tất cả thế giới thảy đều hiện tiền vì trải qua bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới. Trong một niệm bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật thảy đều nghiêm tịnh vì thành tựu đại nguyện, trong một niệm bất khả thuyết bất khả thuyết chúng sinh hạnh khác biệt thảy đều hiện tiền vì đầy đủ trí thập lực, trong một niệm bất khả thuyết bất khả thuyết thân thanh tịnh của chư Phật thảy đều hiện tiền vì thành tựu sức hạnh nguyện phổ hiền, trong một niệm cung kính cúng dường bất khả thuyết bất khả thuyết các Như Lai, nhiều như số hạt bụi cõi Phật thành tựu tâm mềm mại vì nguyện lực cúng dường như lai trong một niệm lãnh thọ bất khả thuyết bất khả thuyết pháp của như lai chứng được a tăng kỳ pháp khác biệt vì sức trụ trì pháp luân đà la ni trong một niệm bất khả thuyết bất khả thuyết biển bồ tát hạnh thảy đều hiện tiền thanh tịnh được tất cả hạnh vì nguyện lực như lưới nhân đà la